thưa quý vị, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ khó khăn, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng nhiều tổ đội phụ nữ tự quản tại các khu dân cư nhằm hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 14, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Thời gian qua cứ vào sáng chủ nhật hàng tuần, những chiếc áo màu cam của hội viên Hội Phụ nữ Hòa Cường Nam lại bừng sáng trên các tuyến đường kiệt hẻm. Ngoài việc ra quân dọn vệ sinh môi trường, hội còn tổ chức cho hội viên phụ nữ đảm nhận phần việc dọn dẹp cây leo, khu vực xung quanh các trường học, tạo một cảnh quan sạch đẹp và thông thoáng, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học tập sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19. Cạnh đó, vào thời điểm cuối năm, môi trường ẩm ướt là điều kiện thuận lợi để bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết nếu không vệ sinh sạch sẽ. Qua đó, mỗi cán bộ hội viên phụ nữ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, vận động nhân dân cùng thu gom chai lọ, vỏ ni lông, bỏ đúng nơi quy định để xử lý. Những ngày mà công việc của hội nó có, thì mình cố gắng mình dậy sớm hơn, mình lo công việc gia đình, ăn uống, ăn sáng cho gia đình, xong mình cứ đi. Đấy, nói chung là cũng do cái tâm của mình hết, mình phải có nhiệt tình, phải có tâm thì mình mới làm được. Còn làm là về trách nhiệm là chính, chứ mình cũng không mưu cầu với lợi ích gì. Đấy. Song song với công tác bảo vệ môi trường, với phương châm, người có của góp của, người có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, hội đã phát động chương trình Vạn phần quà san sẻ yêu thương. Qua đó đã trao 35 phần quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Góp phần cùng với quận và thành phố thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, sớm ổn định cuộc sống. Trong mùa dịch vừa qua, ngoài những nhiều phẩm lương thực thì có thêm tinh thần động viên như tổ trưởng đồ quan tâm nhắc nhở phòng chống dịch cẩn thận cho bản thân cũng như gia đình và xã hội. Được sự đồng lòng cũng như là chia sẻ của các chị hội khu dân cư thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã kết nối các mạnh thường quân và tổ chức trao rất là nhiều xuất quà, trên 400 xuất quà, và trong đó là có rất là nhiều xuất quà của mạnh thường quân ở khu dân cư và đã được kết nối thành công đến các hội viên khó khăn. Và qua đó thì cũng đánh giá được là tất cả các hoạt động trên địa bàn phường nhằm công tác từ thiện an sinh xã hội thì cũng được đánh giá của quận rất là cao. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường Nam từng bước cụ thể hóa các mục tiêu trong phong trào thi đua sắc cam hành động do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 14 vào giữa tháng 11 và hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 sắp tới.